Chúng tôi biết là ngay trong
và hỏi chúng ta có hai trường phái quan điểm khác nhau, một bên là vĩ hòa duy trì và một bên là quyết tâm. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải thống nhất, chúng ta nên tìm ra tiếng nói chung của chúng ta có một cái quyết định cho mình. Nhưng đó là rất khó làm, bởi vì cái việc làm này nó là vấn đề mà không mang lợi cho cá nhân ai cả, mà đây là vì tập thể. Thế nhưng nếu không cẩn thận là mang thù chuốc oán là thuộc về một số cá nhân. Mà điều này thì chúng tôi hoàn toàn không muốn. Thế nên nói thật với các vị là chính vì thế mà ngay cả cái việc mà chúng tôi cũng đã thấy rằng là trong cái quá trình làm việc cũng có những cái nó không đồng nhất như thế, cho nên bản thân chúng tôi cũng không thật nhiệt tình trong việc này. Mà trước đây chúng tôi họp đã có một lần có ý kiến với cả họ là muốn xin nghỉ để người khác lên làm và người mới lên làm thì làm theo cái cách làm của người mới đó, và cái suy nghĩ của người mới thì nó rất chính là có nguồn gốc xuất xứ từ thiên nhiên. Thế nhưng bây giờ cơ sở để mà xác định rằng chúng ta có chung huyết thống với họ thì chúng ta không tìm thấy. Thế nên là vấn đề ở đây là cái ra phả là cái để cho muôn đời con cháu, và ngay trong khi chúng ta còn đang sống ở đây thì chúng ta cũng cần có sự phân biệt trên dưới để có một cái tình cảm, có cái thái độ với nhau cho nó phù hợp.